Lần đó đầu tiên Phương và Phong xin gửi lời chào để gửi lời cảm ơn đến quý thầy, quý anh, quý các anh chị em, đồng nghiệp, các bạn. Lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Thank you.
ngày sinh nhật của anh nghệ sĩ Vương Hoài Phong. Và thế này xin chào với quý vị ba cái đồng cùng một sáng tác của chính các bạn mời các bạn thế này đã được thu hoạch của các bạn thành công cho mình cách đây khoảng 15 ngày quý vị đây sẽ là cái gì. Nếu em là cá chết muốn thì anh sẽ biến anh chàng tử mà trôi khúc phương câu hoan cho lâu lý nhân. Vương
rất mời rất nhiều lần mà anh có dịp ghé. Hôm nay thì sinh nhật của Dương Hoài Phong đúng không? Rồi ghé Dương Hoài Phong trước là thăm em, nó sau là tình cảm chia sẻ. Rồi em có cái quán mình thấy rất là thương và rất là yêu mến em mình, nó còn duy trì được một cái quán hát về phổ nhạc đó các bạn, quê hương dân tộc. Và đồng thời Dương Hoài Phong nó đã gọi em Phương mấy lần rồi, hôm trước giỗ tổ cũng có mời anh ha, mà anh không có đi đến được ha. Hôm nay đến với Dương Hoài Phong, hy vọng là các bạn thương yêu Dương Hoài Phong nha, đến ủng hộ quán em mình, số 82 đường Trần Hưng Đạo nha các bạn, rất ấm cúng nha các bạn, ở đây cũng có nữ xinh sáng đẹp lắm. Nãy giờ tôi dòm tôi chót mắt hoài à. Nói chơi với các bạn để thấy rằng em nó cũng rất là muốn các bạn đến ủng hộ để có ca hát chơi và gặp gỡ giao lưu với tình cảm với nghệ sĩ ha các bạn ha, yêu mến Dương Hoài Phong ha các bạn, đúng không không? Dạ. Anh đến gặp em vậy thì em làm quán này lâu chưa? Em làm 4 địa chỉ rồi, nhưng đây là địa chỉ thứ 4, em làm được gần 20 năm rồi. Ở đây không hả? Trong mấy chỗ vòng vòng quận 5 thôi. À còn riêng chỗ này? Riêng chỗ này thì gần 10 năm. Gần 10 năm hả? Dạ. Yeah. Trời đất ơi, gần 10 năm rồi các bạn. 8 năm mấy. Như vậy là nó duy trì quán được là hay đó các bạn. Cố gắng. Chứ còn anh Phương làm chừng mấy năm là rụng nụ luôn rồi. Chứ không chịu nổi các bạn. Mà em còn làm là mình rất là yêu quý, thương mến Dương Hoài Phong. Hy vọng là các bạn sẽ thương Phong và ủng hộ em trai mình. Số 82 đường Trần Hưng Đạo nha các bạn, phường 7 quận 5 các bạn. Ok, nhớ đến với em mình nha. Ok các bạn. Em cũng thay mặt ekip chương trình, riêng em thì cực cảm ơn anh rất là nhiều. Thứ nhất là cuộc tiệc sinh nhật hôm nay em làm rất là đơn sơ, chỉ có một thành phần thân hương thôi, em không có dám mời hết, tại vì em không nhân viên mình các thứ là anh em, nói chung là anh em của mình thôi. Trong số người thân thương thì có anh và một số nghệ sĩ. Nếu mình tổ chức lớn như mỗi năm thì em không có đủ thời gian để em làm, thì em rất là bận. Thì được anh đến đây dự sinh nhật nhỏ nhỏ đơn sơ vậy này, em rất là quý, rất là trân trọng anh. Mà cũng nhớ nói thêm với các bạn, Dương Hoài Phong hát rất hay đó các bạn nha. Các bạn cũng nên đến quán để nghe Dương Hoài Phong ca giọng cổ cho các bạn nghe, rất hay đó các bạn, nó còn trẻ mà nó song ca này kia, mọi người thấy cũng hay đó các bạn ha. Ok ha. Cảm ơn anh Phương nhiều em. Rồi ok. Chúc anh Phương luôn luôn nhiều sức khỏe, là cống hiến nhiều hơn nữa cho ngành nghệ thuật sân khấu. Rồi cảm ơn em. Làm ăn phát tài nữa. Rồi cảm ơn Dương Hoài Phong thật nhiều. Yeah. Đây là một cái tình cảm rất là gắn bó với anh em mình. Yeah. Rất quý Dương Hoài Phong nha, đến chơi với em và rất thân thương em. Tại vì giờ anh là người cũng từng làm quán rồi mà nghe em làm quán là anh rất là gọi là ủng hộ. Tại vì sao, một cái quán làm đó các bạn rất là khó khăn các bạn, mình lo đủ mọi mặt hết cho nên là rất khó khăn, mà có khách thì mình còn vui mỉm cười, còn có khách tự nhiên mình lo nữa các bạn. Như vậy thì em mình thấy em nó vậy là cũng rất thương mến nó. Mong rằng các bạn một lần nữa các bạn nhớ nha, các bạn địa chỉ 82 Trần Hưng Đạo, các bạn đến ủng hộ em mình nha. Nha các bạn, phường 7 quận 5 các bạn, nằm trên đường Trần Hưng Đạo, gần tới cầu vượt Nguyễn Tri Phương nữa các bạn ha. Ok các bạn. Rồi, máy bay các bạn. Hẹn chú, các bạn chú chú Phương có muốn gửi gắm lời gì đến khán giả yêu mến chú không ạ? Gửi gắm đến các bạn yêu mến Di Phương thì các bạn nhớ ủng hộ bánh bèo Di Phương. chú có thể chia sẻ cái địa chỉ của rồi, quán bánh bèo của Di Phương. Địa chỉ nằm trên đường 687/24/44 Kinh Dương Dương, phường An Lạc, quận Bình Tân. Dạ. Nếu mà các bạn muốn ăn bánh bèo Di Phương đó thì các bạn lên GrabFood bấm vô là bánh bèo chú Di Phương có hiện ra, là các bạn đặt đem đến tận nơi luôn các bạn ha. Dạ, rất thuận lợi các bạn ha. Okay. Dạ, thời gian địa điểm là giờ bán từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối. Dạ, các bạn ha. Dạ. Rồi, cảm ơn các bạn thật nhiều, hy vọng các bạn sẽ ủng hộ hai anh em tôi, lại quán ca cổ nhạc Dương Hoài Phong nằm 82 đường Trần Đạo, mà đến quán bánh bèo Di Phương thì ở Kinh Dương Dương, số 687/24/44 đường Kinh Dương Dương, phường An Lạc, quận Bình Tân. Cảm ơn các bạn thật nhiều ha. Hẹn gặp lại các bạn. Các bạn ơi, cả nhà ơi, thật sự thì Dương Hoài Phong lần đầu tiên được ăn bánh bèo của bên anh Di Phương. Dương Hoài Phong là từng ăn giặt, ít có ăn cơm lắm. Nhưng mà ăn bánh bèo cũng khắp nơi.
trong đó thì thật sự nha, Vương Nguyễn Phong cam kết với quý vị, bánh bèo của anh Di Vương ngon từng miếng nước mắm, từng miếng bánh, từng lần đầu tiên Vương Phong sẽ cảm nhận điều đó. Nếu như quý vị ăn mà không ngon, Vương Nguyễn Phong xin kỳ tội của quý vị. Cảm ơn em trai được nhiều. Thật sự rất là ngon. Một cái bí quyết làm bánh mà em chưa bao giờ ăn qua một cái hương vị nào mà ngon được như bánh bèo. Anh làm nó cũng mấy năm rồi thôi. Nhưng mà anh đâu có rủ em đâu, anh đâu biết được em mua. Đúng rồi. Em nó chưa ăn các bạn, nhưng mà nó ăn rồi nó cảm nhận như vậy, nó nói đúng đó các bạn. Mình rất là tuyệt vời với vậy, từ cái miếng nước mắm cho tới từng cái miếng bánh giòn giòn rồi cái thịt, cái chả luôn. Phộng. Nó rất là khác của người ta. Rất là đậm đà. Phải nói mình nhìn là mình muốn ăn liền chứ không cần. Rồi cảm ơn các bạn thật nhiều, cảm ơn các bạn đã theo dõi cuộc trò chuyện của anh em chúng tôi. Mong rằng các bạn sẽ nhớ ủng hộ Dương Phạm Hoài Phong, số 82 đường Trần Hữu Đạo, phường 7 quận 5 nha các bạn ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn lần sau. Bye bye, ok các bạn. Tiếng hát của danh hài Di Phương. Một hai hello, một hai được rồi. Lời nói đầu tiên sẽ được cảm ơn trước nhất là người em thân yêu Dương Hoài Phong, hôm nay mời anh Phương đến đây để biết thêm một cái điểm làm ăn của các em. Anh Phương rất là vui mừng và rất là ủng hộ em, bởi vì thời điểm này mà còn lưu giữ được, còn duy trì được một cái quán để làm rất là khó các bạn. Thành công, phát tài và đón được nhiều khách sẽ đến ủng hộ em trong tương lai. Cảm ơn mọi người. Và đến đây rồi thì cũng phải gửi lời cái tiếng hát cho các bạn nghe cho nó vui, gọi là mình hát với gia đình mình nghe. Mời các bạn nghe, tôi xin được gửi một ca khúc tặng Dương Hoài Phong và các bạn ở đây, và ca khúc mà các bạn cũng share rất nhiều lên YouTube. Bài hát được mang tên Phong Cách Người Chơi, và đứa con trai út tôi sẽ biểu diễn cái phần minh họa các bạn ha. Duyên đất cho minh họa các bạn.
rất thích. Đồng ý cho bạn nghe khúc Tình Hồng em. Ủa, cá còn hay không? Được nhá. Cảm ơn anh nghệ sĩ Minh Tiến. À, cảm ơn các em đã ủng hộ Hội Phương. Bộ hết em Phương Bình về là hát. Không. Không rồi. Em Phương Bình về là hát. Cảm ơn các bạn rất nhiều.